Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục Unit 16 các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta đã sang phần luyện viết rồi, phần writing rồi. Phần này chúng ta sẽ được làm hai bài tập. Bài tập thứ nhất là người ta cho mình những cái cột này, rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn ý định người ta muốn mình làm gì. Và đây cái tiêu đề của nó là diễn tả cái biểu đồ hình cột này các bạn nhé, cái chart này. Bài tập số 1 người ta yêu cầu này. Cái biểu đồ hình chạc này bên phải của mình á là nó thể hiện một vài thông tin về những cái khách du lịch mà đến Việt Nam từ Mỹ và Pháp và Úc, ba nước Mỹ, Pháp, Úc đến Việt Nam trong năm 2001 và năm 2002. Vậy thì việc của mình là đọc cái biểu đồ này rồi sau đó trả lời những câu hỏi ở bên dưới này của người ta này các bạn. Đây, câu hỏi thứ nhất của người ta hỏi mình này, sau khi mình đọc biểu đồ xong á thì người ta sẽ hỏi mình thế này. Rồi bây giờ mình bắt đầu trả lời. Mình sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi luôn các bạn nha. Rồi, câu đầu tiên này các bạn là theo cái biểu đồ hình biểu đồ ở trên á thì quốc gia nào thì có số lượng nhiều nhất, lớn nhất những khách du lịch đến Việt Nam trong năm 2001. Thế thì ta nhìn trong năm 2001 thì nước nào đến Việt Nam nhiều nhất? Đây, các bạn nhìn cái cách người ta vẽ biểu đồ đó các bạn nha. Thì mình để ý nè, đây ba cái cột đứng này, một cột màu tím, một cột màu xanh và một cột màu cam nè. Thì cái cột màu tím ở phía dưới đó là người ta đánh dấu là USA đó các bạn thấy chưa? Là Mỹ. Rồi cột thứ hai là Pháp này các bạn thấy chưa? Pháp này. Rồi cột thứ ba là Úc nè. Đó, ba cột rất rõ ràng đúng không? Và đây là năm 2001. Vậy thì nhìn vô cái biểu đồ này là chắc chúng ta hiểu ngay là Mỹ là nước đến Việt Nam, du lịch đến Việt Nam nhiều nhất trong năm 2001 là có 230.470 người đến, trong khi Pháp là chỉ có hơn 99.000 thôi đúng không? Trong khi là Úc thì có ta hơn 80.000, 84.000 thôi. Đó là câu thứ nhất chúng ta trả lời được là Mỹ đúng không nào? Rồi, đó là câu thứ nhất là Mỹ là nước nhiều nhất, lớn nhất. Câu thứ hai này, có bao nhiêu khách du lịch người Pháp đến Việt Nam trong 2001? Ô, nhìn vô rõ là nốt các bạn. Có 99.700 khách du lịch người Pháp đến Việt Nam trong năm 2001. Đó, được chưa? Rồi, đến câu số 3 này bạn này. Câu số 3 này. Quốc gia nào có số lượng khách du lịch đến Việt Nam ít nhất, nhỏ nhất vào năm 2002? Vậy thì chúng ta nhìn vô đây 2002 thì nước nào các bạn? Đây, năm 2002 là đây. Thì Úc, tiếp tục là Úc đúng các bạn. Úc chỉ có 96.624 thôi. Trong khi Pháp thì tới 111.546, Mỹ thì 259.967. Đó, Mỹ lúc nào cao hơn đúng không nào? Rồi, đó là câu số 4, câu số 5 này các bạn này. Nước nào trong các nước sau đây, Pháp hoặc Úc thì có nhiều khách du lịch đến Việt Nam hơn trong năm 2002? Nước nào nhiều hơn? Nhìn vô ta biết ngay liền đúng không nào? Pháp nhiều hơn đúng không? Đó, 111 và trong này có 96 à. Rồi, đó là câu 5. Câu 6 này các bạn này, số lượng khách du lịch được người Mỹ đó, đến Việt Nam năm 2002 tăng lên như thế nào so với trong năm 2001? Rất dễ đúng các bạn, đây, năm 2002 thì nó đạt được 259.967, trong khi năm 2001 là được chỉ có 230.470. Thì nó tăng lên, chúng ta lấy cái số này, chúng ta trừ số này, nó ra được cái số lượng tăng, đúng các bạn? Đó, các bạn hình dung rất là dễ đúng không nào? Không có gì khó hiểu cả đúng không? Rồi, đó thì chúng ta cũng đã giải quyết được, trả lời được 6 câu hỏi này rồi. Bây giờ cái bài tập số 2 của cái phần luyện viết của chúng ta hôm nay á, là người ta đề nghị mình sau khi mình đã trả lời hết được rồi đó, mình biết hết được cái thông tin, cái biểu đồ đó là ghi cho chúng ta rồi và chúng ta trả lời hết 6 câu hỏi đó rồi. Thì người ta đề nghị mình dựa trên những câu trả lời của mình đó, và mình viết cái diễn đạt cái biểu đồ đó, nhìn cái biểu đồ đây và dựa vào những câu trả lời của mình đó thì mình viết, mình biểu đạt, diễn đạt biểu đồ. Thế thì diễn đạt biểu đồ là một trong những cái yêu cầu, một trong những cái vấn đề rất là quan trọng trong các cái kỳ thi quốc tế đó các bạn, IELTS hay là TOEFL, IBT đều vân vân. Những cái kỳ thi đó là người ta cũng rất là đặt nặng cái diễn đạt biểu đồ này các bạn nhé, người ta cũng rất là hay hỏi. Cho nên đây cũng là một trong những cái điều kiện để chúng ta tập dượt, để chúng ta làm quen dần với cách diễn đạt biểu đồ các bạn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn những cách cơ bản nhất thôi. Sau này nếu các bạn muốn nâng cao thì mình sẽ có những cái video nâng cao cho các bạn.
Nhưng hiện tại thì chúng ta chỉ nắm những cái cơ bản nhất, những câu, những cụm rất dễ để chúng ta làm cái nền tảng cho chúng ta sau này các bạn nha. Rồi, đây, chúng ta xem cái biểu diễn đạt biểu đồ này. Những chỗ nào quan trọng thì mình cũng đã gạch chân cho các bạn rồi. Các bạn nhớ lưu ý, lưu ý để chúng ta sau này chúng ta dùng rất là nhiều. Đây, cái nhìn vô sơ đồ á, là câu đầu tiên chúng ta nói được với người ta, chúng ta viết ra được á, là sao? Cái biểu đồ hình trạc, biểu đồ đó, chúng ta gọi là biểu đồ đó. Đây, nó chỉ ra rằng, nhớ nha, shows, nhưng mà đây biểu đồ là một biểu đồ, cho nên chỗ này là shows này, các bạn phải quyết S nha các bạn nha. Số như ngôi số 3 số ít này, ngôi số 3 số ít, thì động từ này phải thêm S này, nhớ chưa? Biểu đồ hình trạc này chỉ ra rằng số lượng khách du lịch đến, Việt Nam từ Mỹ, Pháp và Úc trong năm 2001 và năm 2002. Đây là một câu mở đầu rất là quan trọng chúng ta cần phải giới thiệu. Bởi sao? Mình muốn diễn đạt biểu đồ, mình phải nói được một câu khái quát, tổng quát đầu tiên để người ta hiểu là mình định viết gì, mình định viết cái gì, đúng không nào? Đó, rồi. Như vậy là chúng ta viết câu mở đầu như vậy được rồi. Bây giờ chúng ta vào cụ thể này. Rõ ràng rằng, đó, đây là một cụm từ rất thường xuyên hay dùng trong cái miêu tả biểu đồ của các kỳ thi của chúng ta đấy các bạn nha. Rõ ràng rằng số lượng những khách du lịch đến Việt Nam từ Mỹ, Pháp và Úc trong năm 2002 thì cao hơn cái số lượng này nè, số lượng khách này, cái that này á, tí nữa tôi nói luôn, cao hơn cái số lượng khách du lịch đến Việt Nam trong 2001. Đây, như vậy cái chữ that, cái đại từ liên hệ lúc này nè, người ta không muốn, lặp lại cái số lượng khách du lịch đến Việt Nam nữa, người ta không muốn dùng lại cả một cụm từ dài dằng dặc này nữa, người ta không muốn. Người ta chỉ cần thay một đại từ that chỗ này là ta hiểu được that nó thay thế cái này. Các bạn hiểu không? Có nghĩa là cái rõ ràng là số lượng khách du lịch đến Việt Nam từ năm từ Mỹ, Pháp và Úc năm 2002 thì cao hơn số lượng khách đến khách du lịch đến Việt Nam trong năm 2001. Đó, ý là như thế, nhưng người ta không muốn lặp lại nữa, nó thừa chữ đi, nó nhiều chữ, nó không hay. Người ta chỉ cần thay chữ that vào là được. Đó, giống các bạn không? Giống như ta nói một câu ngắn thế, cái đồng hồ của tôi thì đẹp hơn cái của bạn. Vậy thì bản thân cái chữ cái đó là người ta hiểu ngay đó là cái đồng hồ. Đó các bạn nha. Và cái đại từ quan hệ nó hay lắm mà nó chúng ta cần phải nắm. Rồi, như vậy là chỗ này có một chủ điểm ngữ pháp mà các bạn lưu ý là chúng ta phải dùng cho bằng được. Đây, so sánh hơn, các bạn thấy cấu trúc so sánh hơn chưa? Higher than là cấu trúc so sánh hơn của chúng ta đó, nhớ các bạn nha. Bởi vì đây là tính từ ngắn, đúng không nào? Một phần đó, nó không phải là tính từ dài, cho nên chúng ta chỉ viết là thêm cái đuôi er và than phía sau. Chứ còn nếu nó là tính từ dài thì ở trước nó phải là more, nhớ chưa? Rồi, đó các bạn, những cái cơ bản này, những cái nền tảng, những cái sơ đẳng này mình nhắc đi nhắc lại nó cũng không có thừa cho chúng ta đâu. Nó làm cho cái vốn cho chúng ta để sau này chúng ta viết cho tốt. Bởi vì viết chúng ta chỉ cần sai một chữ S thôi là chúng ta sai hết. Người ta sẽ không chấm điểm cho mình. Mình viết sai ngữ pháp mà. Cho nên ví dụ ngay chỗ này, cái biểu đồ này nó chỉ ra rằng nếu các bạn viết cái chữ show này mà không cho chữ S là người ta gạch rồi. Người đâu chấm điểm cho mình đâu. Đó bạn nhớ nha. Rồi. Rồi, tiếp tục này. Theo cái biểu đồ này, đây, according phải đi với giới từ to, nhớ cho mình các bạn nha. Đó, theo cái biểu đồ nhớ phải luôn luôn đi với to này để diễn đạt này. Theo cái biểu đồ thì sao? Trong 2 năm thì Mỹ có sao? Có số lượng khách du lịch cao nhất đến Việt Nam bao nhiêu? 2 năm mình cộng lại. Các bạn cộng lại con số cho mình. Đây, số đây, trong 2 năm này, năm 2002 bao nhiêu đây? Năm 2001 bao nhiêu đây? Ta cộng vào. Ta đưa vô trong đây rồi được chưa các bạn? Đó, tôi chưa cộng các bạn cái việc các bạn có thể các bạn cộng vào, ok? Rồi, đó, trong 2 năm thì cái lượng khách Mỹ là cao nhất, nhiều nhất với số lượng bao nhiêu đó ghi vào. Pháp thì sao? Pháp thì xếp thứ hai, nhớ xếp thứ hai là comes to, đây là động từ đi với ngôi số 3 số ít, cho nên xem S này nhớ rồi đúng không nào? Pháp số 2, second các bạn nha. Rồi, ghi con số vô, 2 năm cộng lại. Và đương nhiên Úc là với số lượng bao nhiêu đó, được chưa? Đưa mở cả đơn đưa vô số lượng. Có số lượng ít hơn. Đây, các bạn thấy chưa? Đó, số lượng visitor, khách du lịch ít hơn. Người ta dùng so sánh kém hơn, các bạn thấy chưa? Đó, ít hơn. Pháp,
À, nhớ nhá, một cái đoạn văn rất là ngắn như vậy thôi mà người ta cũng đã dùng một vài cái chủ điểm ngữ pháp, một vài cái cấu trúc ngữ pháp rất là hay. Do đó các bạn nhớ viết cho mình, viết cho chuẩn rồi sau này á thì các bạn sẽ được nâng cao lên. Đó, rồi, như vậy thì chúng ta cũng đã giải quyết xong cái phần luyện viết của Unit 16 tại đây, và hy vọng các bạn thích video này và các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta cập nhật thêm nhiều video hay các bạn nhé. Rồi hẹn các bạn vài phút nữa để chúng ta vào phần Language Focus. Rồi, bây giờ chào các bạn.